Hello, xin chào anh em. Hôm nay bên cửa hàng em có lên cho anh em một ít phụ tùng máy cưa máy cắt cỏ anh em nha. Lên cho anh em máy sát, nói chung là phụ tùng để cho anh em lấy đồ ha anh em. Đó, anh em có mua thì anh em liên hệ em ha. Anh em có chốt con nào thì anh em chốt ha anh em. Đây, để em lên cho anh em xem và tham khảo. Và nói chung là hàng của em sắp về, em cũng xả bớt một số mặt hàng. Nói chung là giá cũng tương đối là rẻ thôi nha, chứ không có cao nha anh em. Đó, giá thì nó rất là rẻ. Rồi em dọn nó đi, lượm bỏ hết đây. Đây, em có đang thanh lý nữa. Nói chung bán cũng gần hết rồi cái đống lưỡi này rồi anh em. Bán bữa giờ 300-400 cái rồi đó. Thì cái lưỡi này nè nó bị gãy 4-5 răng á, thì em bán 10 ngàn một lưỡi. Còn mà cái lưỡi mà nó đều răng á, gãy tầm khoảng 1-2 răng á, thì em bán là 30 ngàn một lưỡi nha anh em. Đó, thì ở đây là có mua lưỡi tròn á, thì soạn em soạn cho nha. Đó, còn cái lưỡi này nè, lưỡi này không biết lưỡi cắt gỗ hay cắt gì á. Em có 5 lưỡi nè, Nhật Bản luôn nha, Ryobi nè. 5 cái lưỡi y chang như vậy luôn là 200 ngàn nha anh em. Lưỡi mới tinh nè, nha, nó mới tinh nè. 5 lưỡi luôn là 200 ngàn nha anh em, con lấy chốt cho em. Đó, có 5 lưỡi như vậy nha, 200 ngàn. Đó. Rồi ok. À, quay lại anh em có một cái đầu xịt nè. Đây một cái đầu xịt nè. Đầu xịt này đầu xịt CK gì ha. Con này thì lăn ok hết nha anh em. Nó bị mất cái đầu hồi nè, bị gãy cái đầu hồi thôi. Đó, mã số 1 này em bán cho anh em là 450 nha. 450 thôi ha. Cho mã số 1 ha. Mã số 1 là 450. Đó, 450 cho mã số 1 nha anh em. Rồi qua anh em mã số 2 đây. Mã số 2 đây thì em có cái con thổi gió Hovana ha. Con này thì nó có cái nắp gài đây. Mình hình như mình gỡ ra được cái này. Ê, gỡ ra được này chứ. Nó có cái khớp gài chắc gỡ ra được. Con này thiếu đồ ha. Đây, thiếu đồ. Nòng của nó còn ngon nha. Cái tông của nó còn đẹp, còn vương ngang luôn. Người thiếu đồ thổi gió ha. Con này mã số 2 em bán cho anh là 200 ngàn nha. 200k cho con mã số 2. Đây chốt cho em nha. Em sẽ qua tiếp theo mã số 3. Lộn đây. Còn đây á, giấy đâu kìa. Mã số 3 đây. À, con này bình xăng con của con cưa, máy cưa nè. Đó, bít tông với lại bình xăng con nhiều lắm anh em. Bình xăng con nè. Bình xăng con này một kim nè anh em, một kim quân rồ nè ha. Đó. Bít tông thì có trái xài được, còn có trái lúp nha. Nói chung là nhà nhóc nó soạn ra cùm này, cùm 24 này ha. Đó. Bố máy cưa nè, bố mới 382 luôn nè ha. Bộ bố này thay 200. Đó, bình xăng con này. Đó. Nói chung cũng nhiều nha đi. Này. Mới tin. Nhiều nha. Đó, ok. Có cái chụp giật gì của Makita trợ lực nữa nè. Rồi quyên cái thùng này luôn, có bố có đồ nữa nha đi. Rồi thùng này em bán 450 nha. 450 thùng này 450. Anh em là chốt đi. Thùng này anh em là làm nghề lấy về là ok nha nè. 450 nói chung anh em biết tận dụng là ok hết. Mã này là cho mã số 3 ha. Rồi lên cho anh em mã số 4. Số 4 là một đống bố luôn nha anh em. Một đống bố nè, rất là nhiều bố. Thằng Mập mày lượm cái đống khúc cây kia vô luôn đi. Lượm dục hết đi cho nó gọn gàng hết đây đi. Con này mã số 4, lông đền với ốc với bố. Giấy ở trong nhà sau tủ lạnh nhiều lắm em, lượm hết rồi. Đó, đây. Một đống bố nha. Này bố hư có, bố được có nha anh em. Đó, mấy con này là đa bố 260 cũng có nè. Được mấy bộ trong đây, bố này của 360 nè, 35 nè. Đó, nói chung là hết cái chỗ này nha. Đó, về có lò xo vô là thành bộ bố ngon lành cũng được mà. Đó. Đây. Đây, đó. Rồi ok, cái thùng này em bán là 250 cho nguyên cái thùng này nha. Cái thùng này là mã số 4, 250 ha. Thôi qua thùng mã số 5 nè. Mã số 5 mà có chén máy cưa nè. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
chất tầm 12 cái. 12 cái cho cái mã số 5. Rồi thùng này bán cho anh em này của 024 luôn nữa. Thùng này bán cho anh em 190.000 nha. 190.000 cho mã số 5 ha, mã số 5. Mã số 6 này có con cưa Humilis nè. Con này có làm xích luôn nè ha, về tận dụng làm nha anh em. Đó. Rồi, con này con số 6 ha. Rồi, con này bán cho anh em 300.000. 300.000 nha. Rồi qua con số 7 nè. Con số 7 là con cưa gì đây? Echo, Echo nhỏ. Cứng máy nha nè. Con này cứng máy. Đây. Đó, thấy không? Nó như vậy. Tay cầm thì ra bóp đi. Tay cầm lên. Đó, tay cầm cong đó. Chén nha. Có chén cho bò nha. Rồi, mã này mã số 7. Cục này bán cho anh em 250 nha. Lấy chuyển khoản giúp em luôn nha. 250. Cho mã số 7 nè. Mã số 8 nè. Con SD Sidowa nha. Con này để xem bích tông nào. Con này chắc cũng được đó nè. Rồi ok. Con này con số 8. Bố còn nè, bơm nhớ còn, bô còn, giật giật còn nè. Rồi cục này 400. Cục này 400.000 cho con số 8 nha, về lấy đồ thôi. Nói chung bán chủ yếu lấy phụ tùng thôi. 400.000 cho con số 8. Đó, lên số 9 nè. Đây. TG20 nè, về lấy lửa nè, lấy áo, lấy chụp giật mấy bình xăng con lấy lửa nè. Con này chắc nồng đẹp nha nè. Con này chắc nồng đẹp. Đó, bình xăng lớn. Đó. Rồi cục này 200.000 nha, cho mã số 9 nha, 200.000 nè. Đó. Mã số 10 nè. Magulok 310 nè. Con này hơi ok nha, dây giật còn trắng tinh luôn nè anh em. Dây giật còn đẹp lắm. Đó, đủ đồ nè. Đủ đồ luôn, hơi ok đủ đồ. Ha. Con này con số 10 ha, con này 400. 400.000 nha anh em. Đó, ok, về anh em thử nghiên cứu mình dọn thử. Rồi ok 400.000. Con 11 nè. Con 11 cũng đẹp lắm nha. 330 luôn. Con này cũng đẹp, cực kỳ đẹp luôn anh em. Đó, con này cũng Mỹ ha, tay dài á. Rồi con này 450 nha anh em. 450 cho con 11. 450 nè. Con 12 nè. 12 Maculock to nha. Con này thì chắc bị cứng máy hay gì đó không biết anh em. Đó, bán cho anh em về coi làm được làm. Maculock 80. Đó, ok. Tương đối đủ đồ nên đầu không. Mã 12. Mã 12 nha. Mã 12 này em bán cho anh em với mức giá là 290.000 cho đầu này. 290.000 nha, về làm gì là. Mã 12 290 nha. Rồi đem vô để một góc đi. Rồi qua mã 13. Hitachi nha, Hitachi 33, cục này hơi giật được nha anh em. Hơi giật được. Đó. Bình xăng gen nó 37 đi nha. Cái này mã 13. Ngay tủ lạnh có mớ giấy đem đi dẹp. Dẹp mấy cái giấy rác. Con 13, đầu này bán cho anh em 350 nha, hơi giật ok nha anh em. 350 Hitachi nha, Hitachi 37 ly á. Ha, 350 13. Con 14. Con 14 con này bể bên sân lớn nè. Echo 281 nha anh em. Đó. Con này hơi giật chắc được ha, giật hơi cho anh em. Rồi để em giật con mã 14 giật hơi. Rồi ok. Con này dây giật cũng còn trắng đẹp nha anh. Đó, con 14 ha. Rồi cục này 281, con này chắc còn 36 đi nha. Con này mất lửa rồi anh em ơi. Mất lửa. Cục này 14, cục này bán cho anh em 300.000 nha. 300.000. Rồi lên cho anh em cục 15 nè. Cục 15 là con cục này cục Kawasaki. Cục này bố nhỏ. Đó, cục này bị gãy bố ri nữa. Đó. Rồi cục này bán cho anh em 170.000. Rồi con 15 nha. Đẹp lắm. Nha, về mình dọn mình làm thử anh em. 170.000 cho con 15. Ha. Rồi lên cho anh em mã 16. Đây, 16 là hai cục Kawasaki luôn nè. Cục này KT mấy 12 gì đó, Kawasaki rồi đây. Đó, con này hình như nó còn lóc dê nè, chụp giật lóc dê nè nè. Với lại còn một cái bình xăng con nè, bình xăng con nè. Cái bô nè. Bô nè. Đó, nòng bỏ nòng nè. Đó, con này con 16 hả? 16 là nguyên cái cụm này luôn, nói chung là bán cho anh em là 180.000 nha.
180.000 cho nguyên cái cụm này, mã 16 ha. 180.000 nha anh em. Đó, đây là mã 17. 17. Mà khô clip 350 nè, bẻ đồ hết rồi nha. Đồ thì còn đầy đủ. Rồi, bán con này cho anh em 200.000. 200.000 nha, cho con bán nói chung là giống như bán xác vậy anh em. Ha. 200.000 cho con 18 à. 200.000. Nha, đó nhà nhiều lúc anh em cần á thì không biết. 200.000 cho con 18, nói chung là bán ve chai nha anh em. Ở giờ bán ve chai thì nó cũng mấy, 18 nha, 200.000. Đây giờ đem 19 nè. 19 lên nguyên cái thùng đồ luôn. 381 có cạn cỏ có luôn. Chén rin 381 này. Cạn cỏ này. Cạn cỏ được 34 cái. Chụp giật TD24 được 1 cái, có IC nữa nè. Bình xăng lớn 381 này. Lốc này lốc 381. Cục lửa rin nè. Thấy không? Đó. Bu lăng này, bố này. Gen thì hư rồi. Gen hư nha. Gen hư. Gen hư. Gen hai cây hư hết. Rồi ok. Rồi thùng này bán cho em 300.000. 300.000 cho mã 17 thôi. 19 ha, mã 19 thùng này là 300.000 nguyên thùng nha anh em. Rồi lên cho anh em mã 20 nè. Đây 20 là có tầm khoảng 10 cái bình xăng con á nha. Bãi có sử dụng rồi cũng có nha anh em. Mã 20 nha. Rồi này tính cho anh em đây bình này bình bãi nè, thấy không? 170.000 nè cho mã 20. Mã 21 nè. 21. Tay ga này tay ga lót mới luôn nha anh em. Tầm khoảng mười mấy cái, 12 13 cái nha. Mã này mã 21. Thì mã 21 này bán cho anh em với mức giá là 120.000 cho cái mã 21 này ha. 120.000 cho mã 21 này ha. Đó. Rồi, lên tiếp theo nè. Mã 22 nè, có cái bơm Rubin 25 nè. Con này em đã lên bình hai kim, cho máy nổ ngon lành đàng hoàng hết, về nên chỉ việc sử dụng thôi. Con mã 22 này thì bán cho em với mức giá là 1.200.000. 1.200.000 nha, cho mã 22. Đó, mã 22 này bán cho em 1.200.000 nè. Chưa? Mã 23 nè. 23. 23 này. 23 này có cái rổ linh tinh lang tang bán luôn nha. Nói chung là quay đâu bán đó nha. Chụp giật TG20 này. Cùm này. Đây, cùm thì đây chắc được rổ hơn. Để lái này. Buji này. Buji này. Bê tông này thì hư nè. Phíp nè. Rồi. Mã 23 này bán cho anh em với mức giá là 100.000 nha. Để mã 23 100k nè. Đó. Anh này là chơi thì lấy game nè. Lên cho em mã 24 nha. Bán hết. Mã 24 đây. Đầu bò này. Đầu bò này bỏ lại nè. Này. Mã 24 này thôi lộn xộn lắm anh. Lộn xộn lắm. Chưa có phân ra được. Nó nhiều lắm. Rồi. Mã 24. Đây có cái thùng này bán được nè. 24 nè. Con này nồng của 430 là còn xài được nha nè. 430 nè. Rồi lóc gen nồng của máy cắt cỏ 430 nha. 430. Rồi thùng này bán cho nên là hợp lý là nhiều. Con bình quân rộn. Thùng này 24 bán cho nên là 200k. 200k nha. Rồi anh em nào lấy lên để thùng để em gửi thôi. Mã 25 tay gen nè, nghĩa địa nha. Mã tay 22 nè. Rồi. Mã 25 này bán cho anh em 180.000 nha, 25 mã. Rồi, ok, hôm nay lên cho anh em 25 mã nha anh em. Anh em cần mặt hàng gì liên hệ em nha. Rồi ok, bye bye anh em.